Lưu à, gì sao nhìn mặt giọng điệu của con buồn so vậy, có chuyện gì không con? Mặt cái đâu mà xù mà sẽ xuống nhìn giống như cái bên chân bị thiêu vậy, móc luôn chứ thiêu gì, có dồi luôn rồi. Trời đất ơi, diễn tả đồ ghê vậy, có chuyện gì nói mà nghe coi. Bị mất Facebook rồi, bị khóa rồi. Sao bị khóa kỳ cục vậy hả? Ai biết đâu. Thôi ráng đi đừng buồn nữa con. Buồn sao không buồn, bạn bè fan viết gì nào mất hết trơn luôn. Còn nhiều mà con nhìn kìa. Ủa, ừ đúng là không còn bóng người luôn ha. Thôi ráng đi đừng buồn nữa con ơi. Ông có cách nào giúp tôi vượt qua được cái thời gian khủng hoảng này không? Trời đất ơi, gì đâu mà khủng hoảng gì đây. Thôi đừng có buồn nữa, mạnh mẽ lên đi. Có cách nào giúp tôi mạnh mẽ được không? Đi tập tạ đi là mạnh mẽ lên liền à. Ông dữ hơi quá, ta đang buồn thúi ruột mà cứ chọc hoài. Buồn đi ngủ đi chứ chỗ mỏ ra đó giải quyết được gì. Trời đất quỷ thần ơi, mày ngủ cái kiểu gì mà xấu dữ vậy luôn. Tướng gì đâu mà xấu ứng ăn như vậy hả? Nhìn đi gớm mà, nhìn tôi giống bất chấp không? Tướng ngủ bất chấp ha. Cũng hơi là mày nằm trong nhà, nằm ngoài đường chắc mất hai cái trứng này. Nói nhảm nữa, có cách nào giúp tôi lấy lại Facebook không? Có sao không có hả? Có hả, bằng cách nào? Thì con liên hệ Facebook đi, nhờ họ mở ra. Cũng như không, con liên hệ gần nửa tháng nay à, họ có giải quyết được gì đâu, chán muốn chết luôn à. Thôi chán như cũng ráng ăn miếng đi con. Bà có chừa cho mày quá trời đồ ăn nè, ăn miếng đi nè. Ừ, cảm ơn. Buồn chứ không phải ráng ăn đi còn sống chứ con. Biết rồi biết mà, đâu có ngu, phải ăn phải nhai. Đúng coi chi khí con khỉ, bỏ tay ra. Mà Facebook cũ của con tên gì? Facebook cũ tên là Từ Khang mà tiếc gì không tiếc. Tiếc trang fanpage Thánh Đồng Tiếng. Được rồi, để bà dẫn con đi tìm lại. Rồi con ráng tìm cho kỹ nha, tìm cái trang Facebook Thánh Đồng Tiếng của con đi. Ông em coi, để tôi tập trung tôi tìm cái coi. Ừ, ráng tìm cho kỹ nha con, nhớ kỹ coi bị mất ở đâu. Chắc đâu đây thôi à. Nữa sao lại buồn nữa, sao nằm đây? Xong rồi đi tìm trang fanpage Thánh Đồng Tiếng đi. Trời đất ơi, bị rụng lông hả Lu? Ở đây nữa nè Lu. Trời đất ơi, đâu mà rụng quá trời vậy Lu? Ở dưới ghế cũng có nữa nè. Quỷ thần ơi, trong bồn cầu cũng có nữa. Đó, ông thấy chưa, tôi tìm muốn rụng lông luôn cũng đâu có thấy trang fanpage Thánh Đồng Tiếng gì của tôi nữa đâu. Thôi đừng buồn, để bà tạo cho con trang Facebook trang fanpage mới, có gì đâu mà lo. Thiệt không? Thiệt chứ xong thiệt, tạo dễ mà. Nhưng mà tiếc quá, gần có triệu lượt fan trên fanpage rồi. Ê, con nghe răng ra coi, biết đâu trang Facebook của con nằm dưới cái mé răng nè. Đâu không, ông tìm kỹ coi có dưới không? Hình như nó dưới cần cổ nè. Ông dở hơi quá ông Khang, ông tí li quá. Đâu nằm đây nè. Đừng dở hơi. Thôi đừng buồn nữa, quan trọng là cái đầu của con thôi. Cười coi. Lưu ơi, lên giường ngủ đi con. Nằm mê bả đây coi chừng mũi nó chích chết bây giờ. Tôi không có sợ mũi. Rồi coi con dán nằm kế bên cuộc tờ riêng con kìa luôn. Ông em đi. Tôi đâu có sợ dán đâu trời. Chứ sợ gì? Sợ ma. Sợ ma mà nằm dưới đây, chứ gì khác nằm đi. Nữa, lại chung dưới đây ngủ nữa. Lưu. Lu, đừng buồn nữa con, ba báo cho con tin mừng nè. Tin mừng gì? Ba có tạo cho con trang Facebook mới rồi, bây giờ ba với con làm lại từ đầu nha, ha. Nhưng mà tôi thấy nản không ơi. Nản cái gì mà nản, quan trọng là tư duy của con thôi, làm lại từ đầu được mà. Vậy với ba, cùng ba giới thiệu cho mọi người trang Facebook mới của con nè. Facebook mới hả, tên gì? Từ Khang. Từ Khang hả, sao không phải là Thánh Đồng Tiếng? Cái thương hiệu Thánh Đồng Tiếng bây giờ bị giả nhiều quá luôn ơi. Ba lên ba tìm mày đâu quá trời trang Thánh Đồng Tiếng giả. Thôi mình làm lại từ đầu. Từ đầu là từ đâu? Nè từ đây nè. Trời đất ơi, ông dở hơi quá ông Khang ơi. Nè bắt đầu từ cái lỗ mũi con. Đây, con có nhìn thấy đây là cái gì không? Thấy cái gậy. Biết cái gậy này dùng để làm gì không? Cái gậy này chuyên dốc đích tôi nè. Bậy rồi. Bậy con khỉ. Mỗi lần như vậy ông lấy cái gậy nào dốc đích tôi hoài. Em buông ra coi. Nè nhìn cho kỹ cái gậy này đi. Lu. Ông buông ra đi. Rồi sao lại nằm đi nữa? Con có hiểu bài học từ cây gậy không luôn? Chưa hiểu. Giải thích nghe coi. Hồi xưa đi học làm bài kiểm tra con có từng bị ăn gậy nào chưa? Có. Ăn cái gậy là một điểm á phải không? Đúng rồi, khi mà cái gậy nó kết hợp với cái trứng của con á, tự nhiên kết hợp kỳ cục à. Trời ơi, để cho ba nói. Thì nói đi. Rồi ngoài ăn gậy ra con có từng ăn trứng lần nào chưa? Ăn hoài gì không ăn? Bị mời phụ huynh hoài luôn á. Ừ, vậy con thích ăn cả hai không? Không bị không hả? Ăn cả hai sao lên lớp? Đó, bởi vì giỡn. Lên lơ con khỉ. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà đó cười. Nè, con phải ăn hai món thì con mới nghiệm được cái mùi cay đắng của nó. Vẫn chưa hiểu lắm. Thì nghiệm thêm đi. Tối luôn rồi đó, mày nghiệm tới đâu rồi? Có nghiệm khỉ móc gì đâu, hiểu chết liền luôn á. Thôi ngủ đi ông ơi, khuya rồi. Vậy bây giờ có muốn nghe bà giải thích không? Thì giải thích đi. Mày nằm cái tướng đàng hoàng lên coi. Ừ. Nè, con vừa ăn gậy mà con vừa ăn trứng, có nghĩa là con được 10 điểm rồi, hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu lắm. Tức là con đã từng đi từ con số 0, giống như chải lông cho con mà không còn cộng nào á, rồi từ số 0 con mới đi lên tới số 1, đúng không? Ừ, đúng. Tiếp đi. Thì kết hợp hai số lại con sẽ được 10 điểm. Trời, ông làm tôi nhức đầu quá ông Khang ơi, tôi muốn đào lỗ tôi chết luôn cho rồi ông Khang ơi. Tôi đã không vui được mà ông còn hại não tôi nữa. Kiểu này đào lỗ chết luôn đi cho rồi. Ý của ba là con phải cố gắng bình tâm trở lại. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó hết. Cứ làm lại từ đầu cũng có ngày con sẽ thành công mà thôi. Ý là bây giờ kết hợp với cái gậy với cái trứng là được 10 điểm hả? Ừ thì đúng rồi. Là cái gậy đứng trước cái trứng đứng sau phải không? Chính xác luôn. Vậy bây giờ lỡ cái gậy nó đứng sau cái trứng thì sao? Nè nó giống như đứng sau cái trứng của tôi vậy đó. Vậy được mấy điểm? Ờ thì được. Được 10 điểm ngược phải không? Ờ. Thôi gì để tôi đào lỗ tôi chết tiếp đi. Lu, nãy giờ mơ hả? Tỉnh dậy đi con. Ừ, nãy giờ mơ thấy đào lỗ. Thôi được rồi, tỉnh dậy đi. Giới thiệu cho mọi người trang Facebook mới đi, để mọi người thường xuyên theo dõi cha con mình nữa. Lu nói với mọi người là hãy truy cập Facebook rồi gõ tên Lý Từ Khang VN là sẽ ra trang fanpage mới tên là Từ Khang để theo dõi cha con nhà Lu nha. Cha con nhà Lu cảm ơn nhiều nha. Nè, cái tay ông thú gì vậy ông Khang? Ủa, cha nhà mày hay quá. Chê hả? Bắt tay coi. Bắt tay. Rồi làm lại từ đầu ha. Ok.